Minh Nhật xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, bây giờ là khoảng 11 giờ đêm ngày 22 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi tìm kiếm trên mạng những thông tin về sức khỏe của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hiện tại vẫn chưa có một thông tin nào. Từ ngày 19 tháng 5 cho đến nay, tức là đã 3 ngày trôi qua, báo chí nhà nước không hề đăng tải những hình ảnh về Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Người ta nghi ngờ rằng ông Tổng Bí thư đã mất tích là có cơ sở. Ở một điều đó là trong ngày mà đáng lẽ ra Tổng Bí thư phải dẫn đoàn các đảng viên cũng như đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ông đã không có mặt. Rồi tiếp đó sự kiện trong buổi khai mạc chương trình Quốc hội, ông cũng không có mặt. Hai sự kiện quan trọng như thế mà Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện thì chúng ta phải giải thích làm sao? Hay phải chăng ông ta đang hoãn binh chờ thời? Hay đã quay trở lại với tuồng cũ là bệnh bị tái phát? Nhiều người nghi ngờ rằng sau mấy ngày làm việc liên tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tái bị đột quỵ. Tức là những biểu hiện bệnh lại tái phát. Và điều đó có lẽ là một trong những lý giải hợp lý khi báo chí nhà nước tiếp tục im hơi lặng tiếng. Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tức một tháng sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào Kiên Giang và bị đột quỵ, phải nhập viện, và sau đó đã có những đồn đoán như đi Nhật chữa bệnh. Từ ngày xuất hiện trở lại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng tỏ ra làm việc một cách không mệt mỏi, xuất hiện từ chỗ này qua chỗ kia, họp với lãnh đạo chủ chốt, rồi tới họp với Bộ Chính trị, rồi họp với người này người kia. Toàn là những cuộc họp mà rồi ông cũng phải mở miệng ra để nói. Thế nhưng có một điều đó là người ta không thấy ông đứng phát biểu. Trên truyền hình, truyền thanh không hề dẫn một đoạn nào bằng chứng là ông đi từ chỗ này sang chỗ kia. Có lẽ bởi vì đơn giản Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện nay không thực sự khỏe. Blogger Người Buôn Gió nói rằng có lẽ là Tổng Bí thư đã phải rất cố gắng để đứng được, chụp được một kiểu hình. Còn việc mà đi từ bên ngoài để vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nghĩa vụ của ông đảng trưởng, nhưng ông đã không làm được vì đó là một quãng đường đủ để ông ngã gục. Căn bệnh đột quỵ ở cái tuổi 75 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không phải là một cái gì đó quá dễ chịu. Tuổi đã cao, lẽ thường sẽ có những bệnh tật, mà hơn nữa người ta nghi ngờ những cái luồng thông tin, những cái dư luận đồn đoán rằng ông bị đột quỵ nhưng theo một cách đặc biệt hơn. Cách thức đặc biệt đó nó khởi động từ cái ngày mà ông vào Kiên Giang, nơi được cho là lãnh địa của nhà Ba Dũng. Thế nên người ta bảo là ông vào hang cọp để bắt cọp con, nhưng không bắt được cọp con, cũng chẳng bắt được cọp cha, mà chính mình lại bị. Thế nên anh thợ săn đã bị trúng độc, và báo chí nhà nước nói rằng ông vì làm việc quá sức, vì thay đổi thời tiết, nhưng không ai tin điều đó. Nếu ở một người bình thường tuổi 75 có thể đột quỵ là chuyện dễ dàng chấp nhận, thì lý do gì ông Nguyễn Phú Trọng lại không có thể rơi vào một cái tình trạng chung đó, cho dù ông được chăm sóc một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng người ta ai cũng có thể hiểu rằng đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi nắng rồi lại vào nhà máy lạnh, mà nó là một cái quá trình có một cái sự tác động đặc biệt thì mới có thể xảy ra những điều như thế. Chúng tôi đã phân tích cho quý vị trong các bản tin phía trước. Chỉ có điều là không ngờ ông Tổng Bí thư lại có thể tái bệnh một cách nhanh chóng như vậy. Từ ngày 19 tháng 5 rồi đến ngày 20 tháng 5 cũng có một sự kiện quan trọng nhưng ông cũng không tham dự được. Cũng cần lưu ý là đáng lý ra là họp Quốc hội là diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16 cho đến ngày 20. Nhưng nó chỉ có thể diễn ra trong 2 ngày, là ngày 16, 17 và 18. Thế đủ để biết rằng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải gọi là cắt xén bớt đi 2 ngày.
Trong hai ngày đó có lẽ là những chương trình nghị sự quan trọng như bàn về vấn đề nhân sự đáng ra sẽ được bàn thảo, nhưng có lẽ vì chưa có thể thống nhất được với nhau nên nội bộ lại có những sự rạn nứt. Và cũng có thể là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giả chết bắt quả. Nhưng cũng có thể là bởi vì có những sự mâu thuẫn mà rồi xảy ra những cái tình trạng là ông vắng mặt trở lại. Có người nói rằng ác mồm ác miệng khi nêu ra những giả thuyết như thế. Nhưng trong chính trường Việt Nam, ai có thể bảo đảm rằng họ không sử dụng những thủ đoạn như vậy? Bằng chứng là Nguyễn Bá Thanh, bằng chứng là Phùng Quang Thanh, bằng chứng là Trần Đại Quang. Tất cả họ đều là những người mới đây, cỏ còn chưa xanh, nay họ đã nằm dưới lòng đất. Tại sao người ta có thể bỏ qua một thực tế là tại Việt Nam có sự ra tay của Tổng cục 2 đối với những nhân vật này, nhân vật kia? Thì cũng không ai có thể phủ nhận được rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thể bị nhóm này, nhóm kia, những kẻ khác lợi ích của ông ra tay. Nếu như báo chí nhà nước thường xuyên và minh bạch thì có lẽ sẽ không có những cái lời bình luận này, cũng sẽ không có những cái lời đồn đoán như vậy. Và giống như chuyện ngày xưa chúng tôi công khai tin về ông Trần Đại Quang sang Nhật chữa bệnh, báo chí nhà nước nói rằng không có chuyện đó. Nhưng sự thực thì sau khi ông chết, người ta mới phải thừa nhận rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang Nhật tới những 7 lần. Thế mà tại sao báo chí lại không đưa tin một người đã bị bệnh mà phải sang Nhật để chữa như thế, tại sao lại không thông báo cho người ta biết? Thế thì bây giờ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có phải cũng đã rơi vào một cái tình trạng tương tự hay chăng? Reuters khi dẫn nguồn tin ông xuất hiện trở lại chỉ có thể nói rằng ông đã xuất hiện trở lại sau những tin đồn đoán về lý do sức khỏe. Một báo chí quốc tế mà trước đó đã đăng tải thông tin xác nhận qua 4 nguồn tin ngoại giao khẳng định rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp vấn đề về sức khỏe. Bệnh tình của ông cụ thể như thế nào thì chúng ta chưa rõ, bởi vì chúng ta không phải là những bác sĩ. Nhưng nhìn qua có thể thấy ông Trọng mắc phải một điều không phải đơn giản. Bởi vì trong cương vị của một người đứng đầu đảng, một người đứng đầu nhà nước, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần phải có sức khỏe bảo đảm tốt và xử lý rất nhiều công việc. Tiếp đoàn khách này, tới tiếp ông kia, tới tiếp tỉnh này, tiếp tỉnh đó, bao nhiêu văn thư văn kiện, thì không thể không có những hình ảnh xuất hiện trên báo chí. Nhưng cái việc mà báo chí lại vắng bóng trong cái những cái sự kiện quan trọng như vào viếng lăng hay khai mạc quốc hội, đủ để thấy nó là một vấn đề mà thực sự hệ trọng. Chúng tôi cũng phải nêu lên một điều mà ít người quan tâm, đó là với cái hệ thống trong nước, nhất là Tổng cục 2, họ có thể ra tay với bất kỳ người nào. Nhưng có một điều oái âm là Tổng cục 2 hiện nay là phe của Nguyễn Phú Trọng. Tổng cục 2 là phe của Nguyễn Phú Trọng. Thế thì ai ra tay? Quay trở lại với giả thiết và người ta trút lên đầu Ba Dũng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Ba Dũng không phải là một người gọi là hữu dũng vô mưu để rồi có thể ra tay ngay trên chính quê nhà của mình. Nhưng có thể có một kẻ đã ném đá giấu tay. Kẻ đó là ai? Là Nguyễn Xuân Phúc hay Trần Quốc Vượng? Hay Nguyễn Thị Kim Ngân? Kẻ đó là ai? Là Tình báo Hoa Nam hay một ai khác? Chúng ta chưa có thể có một câu trả lời ngay lúc này, bởi vì vốn với cái truyền thống bưng bít thông tin mà đến nỗi báo chí, các chuyên gia quốc tế cũng phải nhìn nhận rằng đây là một cái truyền thống từ xưa đến nay, thì đủ hiểu rằng những thông tin của chúng ta chỉ mang tính dự đoán nhưng đều có cơ sở. Và cái điều mà chúng tôi thấy làm ái ngại nhất đó là báo chí nhà nước không dám tuyên bố về tình trạng của những vị lãnh đạo. Còn với hãng thông tấn Reuters, một hãng rất uy tín, một cái hãng tin có thể nói là có rất nhiều nguồn tin để kiểm chứng ở trong lẫn ngoài, họ đã khẳng định rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước đây đã bị bệnh. Nếu hôm nay vào giờ này mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại thì cũng chẳng có gì gọi là phải quá bất ngờ, vì đó là điều ông cần phải làm. Và bao lâu ông còn chưa xuất hiện thì người ta còn bàn tán.
ông mất tích thì người ta còn nghi ngờ. Nhưng ông có trở lại đi nữa thì chúng ta vẫn có quyền được nêu câu hỏi. Phải chăng giống như Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phải chăng giống như Nguyễn Bá Thanh phải lên truyền hình để nói câu tao khỏe có chi mô. Một cái câu đã đi sâu vào trong xã hội, để rồi khi nói câu tao khỏe có chi mô đó, người ta nghĩ đến ông này sắp chết. Chúng ta sẽ cần phải chờ thời gian để thử xem liệu có phải Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang ở Nhật, hay ở trong bệnh viện quân y 108, hay đang ở một nơi nào đó để điều trị. Nhưng chúng tôi tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang ở trong một tình trạng không thoải mái cho lắm, và nó có thể dẫn đến một cái diễn biến tiếp theo nếu ông thừa nhận, là sẽ phải đối diện với cái gọi là phân chia lại vị trí quyền lực. Chúng ta hãy chờ xem báo chí cũng như Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo sẽ nói gì về thông tin của sức khỏe ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Là những người dân trong nước, là những người đóng thuế, chúng ta có quyền biết đầy tớ của mình làm việc gì. Và đừng có ai nói rằng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không liên quan. Tại sao lại không liên quan? Nhất là với những người trong nước, những người mà đang phải ngày đêm đóng tiền thuế, đủ thứ loại thuế phí, bị chặt chém cũng chỉ để lo cho cái guồng máy đó hoạt động. Và chính vì vậy nên khi chúng tôi đưa những thông tin này, mong quý vị hãy chia sẻ, đồng thời để lại bình luận ở bên dưới. Cũng xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho các chương trình tiếp theo của Vote TV. Minh Nhật sẽ trở lại và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo những chương trình tin tức, bình luận nóng bỏng nhất. Cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách này hay cách khác. Xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.